cập nhật tiến độ dự án The Rivana tháng 3 năm 2023. Dự án hiện đã được cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao vào quý 3 năm 2023, tức là cuối năm nay. Với vị trí vô cùng đắc địa, cổng chính của dự án tọa lạc ngay trên mặt tiền đại lộ quốc lộ 13. Đây là một vị trí chiến lược kết nối thẳng với ngã tư Bình Phước, thành phố Thủ Đức trong vòng chưa tới 3 phút di chuyển. Mật độ xây dựng của dự án chỉ chiếm 38%, phần trăm còn lại là gần 70% tiện ích và mảng xanh. Với vị trí đắc địa, 4 mặt tiền đường và 3 mặt hướng sông đảm bảo yếu tố 75% căn hộ đều là view trực diện về sông Sài Gòn. Hiện tại, dự án đang được triển khai với giá gốc chủ đầu tư và những chính sách ưu đãi tốt nhất.